Hoan hỷ chào đón quý anh chị và các bạn đã quay trở lại với chương trình Nhân Tướng Học của kênh Vật Phẩm Phong Thủy May Mắn trực thuộc Công ty Kiến trúc Phong Thủy Lộc Tài. Quý vị và các bạn thân mến, trên khuôn mặt trán là một bộ phận quan trọng. Đây là điểm đầu tiên người ta nhìn thấy khi mà tiếp xúc và cũng là nơi thể hiện một phần trí tuệ, sự thông minh của một người. Trán là bộ phận quan trọng nhất của Thượng Đình. Theo sách Nhân Tướng Học thì trán là bộ phận bao bọc phía ngoài của phần tiền não bộ, vì tiền não bộ được y giới công nhận, đó là phần chủ về trí tuệ, sự cấu tạo của tiền não bộ và hình dạng của trán có liên quan mật thiết lẫn nhau. Tùy vào độ rộng, hẹp, nông sâu của hình dạng trán mà ta có thể đoán một phần tính cách, trí tuệ và vận mệnh của một con người. Dưới đây sẽ là một số tướng trán điển hình mà ta thường hay gặp. Chỉ cần nhìn trán biết ngay số phận giàu sang hay nghèo hèn, cần gì mất tiền đi xem bói. 1. Trán chữ M. Trán chữ M có nghĩa là phần trán và đường ngôi của chân tóc phối hợp tạo thành hình chữ M. Đây được gọi là vầng trán của nghệ sĩ. Theo nhân tướng học, những người có kiểu trán chữ M thì chứng tỏ họ là người có khả năng sáng tạo phong phú và có trí tưởng tượng dồi dào. Họ biết tận dụng khả năng của mình và mọi ngành nghề trong cuộc sống. Đây là những người thích hành động, phiêu lưu, tìm tòi và khám phá những cái gì mới lạ. Họ có nhiều ý tưởng hay ho và có một trí tiến thủ mạnh mẽ. Họ luôn tập trung toàn bộ tinh thần và sức lực của mình vào học vấn và tư duy. Chính bởi vậy nên họ thường gặt hái được thành công, giàu sang phú quý. Gọi là vầng trán nghệ sĩ bởi những người có trán chữ M chủ yếu là những người hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật, tác giả hay kỹ sư tin học. Ngoài ra họ còn tham gia vào các lĩnh vực khác như thiết kế hay lên kế hoạch cho công ty và đạt được nhiều thành công mỹ mãn. Nếu trán chữ M kết hợp thêm phần xương trán gồ lên, nổi rõ thì người này sẽ đạt thành tựu lớn trong sự nghiệp. Song nếu ngược lại thì mọi việc chỉ đạt ở mức độ bình thường. Những người đàn ông có trán hình chữ M có tính xấu là họ thiên về lý tính và rất ngoan cố, cố chấp. Họ giữ lập trường của mình đến mức bảo thủ và không chấp nhận ý kiến đóng góp của người khác. Do họ sống thiên về lý tính và hành động, bởi vậy nên mọi suy nghĩ đều nghiêng về hành động, lý trí hơn là vấn đề lý thuyết và tình cảm. Khi một người có ý chí tiến thủ quá mạnh mẽ, đôi khi sẽ trở thành cứng nhắc, thiếu sự linh hoạt và đôi khi sẽ khiến chính bản thân mình trở nên mệt mỏi. Song nếu những người này tự biết cách kiềm chế, sửa chữa những khuyết điểm trên của bản thân thì họ sẽ đạt được thành công nhiều hơn. Ngoài những người có trán hình chữ M thì những người có vầng trán lại cao, rộng, hẹp khác nhau. Vậy các vầng trán đó thể hiện như thế nào? 2. Trán rộng. Người có trán rộng có nghĩa là bề ngang rộng, phẳng, bề cao ở mức trung bình. Đây là kiểu trán của người có tuổi thọ cao, có cuộc sống bình yên và không phải trải qua nhiều sóng gió. Người có vầng trán rộng, thấp là người có trí nhớ dai, khả năng ghi nhận các sự kiện cụ thể rất mạnh. Tuy nhiên, óc phân tích và phán đoán không hoàn hảo. Nói một cách tổng quát, những người sở hữu kiểu trán rộng có khả năng phát triển kiến thức về chiều rộng, nhưng không đủ khả năng phát triển kiến thức về chiều sâu. Khoảng cách từ phần dưới của trán với lông mày càng ngắn thì người đó càng bị khiếm khuyết về trí tưởng tượng của mình. Song nếu khoảng cách này quá rộng so với toàn bộ trán thì người này lại gặp vấn đề về thừa trí tưởng tượng hay sống mơ mộng và thiếu thực tế. Những người có vầng trán này thường thành đạt trong sự nghiệp, tuy nhiên mức độ thành công của họ không lớn, chỉ nhỏ lẻ. 3. Trán cao. Những người trán cao là người có khoảng cách từ mép tóc đến lông mày lớn. Đây là tướng trán đạt tiêu chuẩn theo quan niệm nhân tướng học. Những người sở hữu trán vừa cao vừa rộng chứng tỏ được trời phú cho một trí tuệ hoàn hảo, có óc phán đoán và dễ dàng tập trung tư tưởng, trí tưởng tượng phong phú và có khả năng sáng tạo cao. Những người trán cao thường thông minh và có cuộc sống giàu sang. Nếu để ý, chúng ta sẽ thấy các nhà chính trị, nhà khoa học và nhà văn hay các nhà doanh nghiệp đều sở hữu loại trán này. Tuy nhiên, điều này còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác nữa. 4. Trán vuông. Người có trán vuông vức, góc cạnh là người sống rất thực tế. Trán vuông, cao, rộng là những đặc tính của tinh thần thực tiễn và có khả năng thực hiện các mong muốn của mình. Phần lớn các khoa học gia, kinh tế gia, thực nghiệp gia đều có trán vuông. Ngược lại, trán vuông mà thấp và hẹp là người sống thiển cận, bảo thủ và không có đầu óc nhìn xa trông rộng. 5. Trán hình vòng cung. Người trán hình vòng cung thì đường mép tóc uốn cong, đây được cho là dạng trán tiêu chuẩn dành cho nữ giới. Nếu sở hữu tướng trán cao mà tròn, đầy đặn, điều hòa thì chứng tỏ bạn là người thông minh và có khả năng giao tiếp.
những người có chán này thường dịu dàng, thông minh, hiểu lòng người, biết cách cư xử. Nam giới có chán này tính tình sẽ lương thiện, hiền lành nhưng không có chí tiến thủ và thiếu khả năng sáng tạo. Xem tướng người khổ trước sướng sau để biết những đánh đổi thời tuổi trẻ là hoàn toàn đáng giá. 1. Cằm đầy đặn. Người nào có cằm đầy đặn, hơn nữa đường pháp lệnh, đường vân chạy từ cánh mũi xuống tới cằm, rõ ràng là mở rộng dần, là người có tướng khổ trước sướng sau. Có thể khi còn trẻ, vận thế của người này không quá thuận lợi, phải trải qua nhiều khó khăn, vất vả, nhưng đó chính là lúc để họ rèn luyện bản thân, không ngừng vươn lên, khẳng định giá trị của mình. Đến tuổi trung niên, người này thường gặp được vận đổi đời, đa phần sẽ trở thành người đại phú đại quý, có cuộc sống đầy đủ, con cháu hiếu thảo, sum vầy. Tuy nhiên, nếu người đó có nốt ruồi nằm trên đường pháp lệnh thì đây lại không phải nốt ruồi may mắn. Tuy có cuộc sống sung túc nhưng lại không hòa hợp với con cái trong nhà. Muốn cải thiện tình trạng này, đôi bên đều cần phải học cách bao dung hơn cho nhau. 2. Có bọng mắt. Nhiều người cảm thấy rằng có bọng mắt sẽ ảnh hưởng đến vẻ ngoài của mình. Thế nhưng trên thực tế, đây lại là một tướng mạo có phúc, là yếu tố chứng tỏ người này có số khổ trước sướng sau, thậm chí là cuộc sống gặp nhiều điều thuận lợi ngay từ khi còn trẻ. Nếu là nữ mệnh, người này thường được gả vào trong gia đình phú quý, được nửa kia yêu thương, con cái có tài, tương lai có thể làm nên nghiệp lớn. Còn nếu là nam mệnh, người này có sự nghiệp thành công, vận đào hoa vượng, ngay từ khi còn trẻ đã nhận được sự chú ý của nhiều người khác giới. Sau cần lưu ý, nếu ở khu vực bọng mắt xuất hiện sẹo hoặc nốt ruồi, thì những năm tuổi trẻ, bản mệnh sẽ gặp phải nhiều vất vả và lận đận hơn, đến tuổi trung niên mới được hưởng những gì xứng đáng với mình. 3. Sống mũi thẳng, đầu mũi tròn. Mũi được gọi là cung tài bạch trong nhân tướng học, thể hiện vận thể tổng thể của những vận trình tài lộc trong suốt cuộc đời của con người. Vì vậy, người ta thường thấy rằng hình dáng mũi có liên quan mật thiết đến sự giàu có hay nghèo khổ của một người. Xem tướng người khổ trước sướng sau, người ta thấy người có tướng mũi đẹp là người có sống mũi thẳng và đầu mũi tròn. Người này có chí khí ngay từ khi còn trẻ, không ngừng cố gắng vươn lên trong cuộc sống. Tuổi trẻ chính là lúc người này tích lũy kinh nghiệm, đến độ tuổi trung niên, họ sẽ tìm được cơ hội để bộc phát tiềm lực của mình, đạt được những thành quả mà hiếu người có được. Thời kỳ trung niên chính là thời kỳ đỉnh cao của người này, họ sẽ đạt được song song cả danh lợi và nhận được sự kính trọng và ngưỡng mộ của mọi người. 4. Trán cao và mịn màng. Người ta thường thấy rằng những ai có vầng trán cao, rộng thường là người thông minh, tài giỏi, có vốn tri thức phong phú, có năng lực tư duy, đồng thời luôn lấy sự nghiệp làm trọng. Sau người này không dành quá nhiều thời gian quan tâm đến chuyện tình cảm, thường coi trọng sự phát triển của bản thân mình hơn nhiều vấn đề khác trong cuộc sống. Khi còn trẻ, có thể người này sẽ phải trải qua nhiều va vấp trên cả lĩnh vực sự nghiệp và tình cảm, nhưng mỗi lần gục ngã lại là một lần trải nghiệm, một lần tích lũy kinh nghiệm để trở nên vững vàng hơn. Xem độ tuổi phát tài thì đến tuổi trung niên họ sẽ xác định được điều gì là quan trọng trong cuộc sống, biết cách cân bằng giữa sự nghiệp và gia đình. Họ sẽ được hưởng một cuộc sống sung túc, dù có thể không giàu có đến mức không ai sánh bằng, nhưng lại luôn hạnh phúc, đủ đầy, khiến người người ngưỡng mộ. 5. Ấn đường rộng, bằng phẳng, nhãn nhụi. Ấn đường nằm ở giữa hai lông mày, thông qua ấn đường ta có thể đoán định được tính cách của một người, cũng như dự đoán tài vận của người đó. Nếu một người có ấn đường rộng, bằng phẳng và nhẫn nhụi thì đó ắt là người ôm chí lớn, có những mục tiêu cao xa trong cuộc sống. Người này có tấm lòng bao dung, độ lượng với người khác nên nhân duyên rất tốt, chắc chắn có cơ hội gặp không ít quý nhân và đối tác triển vọng. Vì vậy, dễ đạt được thành công trong sự nghiệp hơn nhiều người khác. Xem tướng mặt phát tài sau 30 tuổi. Nếu như người này còn có mũi cao, sống mũi thẳng, đầy đặn thì kể từ ngoài 30 tuổi, họ sẽ đạt được thành tựu lớn lao, tiền tài ngập két. 6. Lông mày mảnh, mắt sáng, dái tai dày. Thông qua 3 bộ phận lông mày, đôi mắt và đôi tai, ta cũng có thể dự đoán được tài vận của một người. Người nào có 3 bộ phận này cân xứng thì có khả năng tụ tài. Đôi mắt là cửa sổ tâm hồn, phản ánh thế giới nội tâm của một người. Nên nếu ai có ánh mắt sáng, đôi mắt dài thì chắc chắn là người có trí tuệ cao siêu, có tầm nhìn xa trông rộng, đặc biệt là trên con đường kinh doanh. Nếu người này còn có thêm dái tai dày, màu sắc hồng hào thì ắt là người mệnh đại phú, đại quý. Thông thường sau 30 tuổi, họ có thể gây dựng được sự nghiệp cho riêng mình. 7. Miệng vuông, môi hồng hào. Miệng được ví như là cánh cửa của phúc lộc.
Nếu một người có hình dáng miệng hơi vuông, môi dày và hồng hào, cộng với nhân trung sâu và rộng, thì chắc chắn con đường tài vận cực kỳ thuận lợi. Hơn nữa, trong công việc làm ăn, hợp tác, họ là người chân thành, không so đo thịt hơn, nên thường được nhiều người yêu mến, dễ nhận được sự giúp đỡ của quý nhân. Cho dù khi còn trẻ, họ có gặp phải nhiều vất vả, thì sau 30 tuổi, họ sẽ dễ dàng nắm bắt được cơ hội làm giàu, trở thành tỷ phú trong tương lai. 8. Trán rộng và đầy đặn. Trong nhân tướng học, vầng trán đại diện cho trí tuệ và quyền thế. Thông thường người có trán rộng thường có vận mệnh khá tốt. Xem tướng mặt phát tài sau 30 tuổi, người nào có tướng trán như vậy thì thường nhận được sự giúp đỡ của quý nhân, sự nghiệp có nhiều bước phát triển vượt bậc. Cho dù tuổi trẻ có gặp phải gian nan, nhưng đều không đầu hàng cộng với sự giúp đỡ của người khác thì chắc chắn sẽ vượt qua được thuận lợi. Sau 30 chính là giai đoạn phát triển cao trào của người này, họ có thể sử dụng kinh nghiệm tích lũy được để nắm chắc cơ hội, tạo nên thành công. Ngoài ra, người có tướng trán rộng và đầy đặn còn là người có tài lãnh đạo, có khả năng chỉ huy mọi người xung quanh, không những tài lộc vượt bậc mà danh vọng cũng hơn người. Cung điền trạch rộng. Cung điền trạch là khoảng cách từ mắt đến lông mày, đại diện cho khả năng tích lũy tài sản hoặc nhà đất của một người, có ảnh hưởng lớn lao đến quá trình phát triển tài vận của một người. Cung điền trạch rộng, không có sẹo, nếp nhăn, nốt ruồi là tốt nhất. Người nào có tướng này thì khả năng tích lũy tài sản cao, sau 30 tuổi chắc chắn có cơ hội để phát triển sự nghiệp, thậm chí đổi đời. Trên đây, vật phẩm phong thủy may mắn vừa chia sẻ cho quý anh chị và các bạn biết được nhìn tướng trán biết ngay số phận giàu sang hay nghèo hèn và xem tướng người khổ trước sướng sau để đoán biết được những đánh đổi thời tuổi trẻ là hoàn toàn đáng giá. Rất cảm ơn quý anh chị đã theo dõi video của chúng tôi. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào thì anh chị và các bạn hãy để lại ý kiến bằng cách bình luận dưới video này hoặc liên hệ ngay đến số hotline của chúng tôi. Thầy Gia Cát cùng đội ngũ trợ lý của thầy sẽ hỗ trợ tư vấn cho quý anh chị nhanh nhất. Đừng quên nhấn vào nút đăng ký kênh Vật phẩm Phong thủy May mắn để có thể nhận được những video mới nhất. Hẹn gặp lại quý anh chị và các bạn trong những video tiếp theo.